Thì bình thường, đi bình thường, không có gì hết luôn, dạ. Không có gây chóng mặt không có gì luôn. Dạ, rồi đi bình thường cho cả nhà xoay một vòng thử cái gì. Đó, xoay một vòng bình thường luôn cả nhà. Đó, chị chia sẻ không có chóng mặt không gì hết trơn hết rồi. Hậu phẫu của mẹ Phượng và lời cảnh báo các phương pháp giảm mỡ không an toàn. Bà tính à, mới ra bây giờ là sức khỏe ổn định chứ? Khỏe thì bình thường. Bình thường hả? Chị lấy cái đâu có chịu gì không? Chị làm xong rồi thấy bình thường, không có thấy đau. Thiếu tự tin, chị giao tiếp với khách hàng cái gì mặt đầm á, chị mắc cái cảm giác nó sao tao đâu á, rồi nha, nó khó chịu lắm, nó chổi, nó mệt nữa, rồi cái công việc cái mình đi đứng nó cũng mệt nữa. Làm cái này về chắc khỏe rồi. Đúng chị, nó to lắm mà chị đi giảm nhiều nơi rồi, lớp chị uống thuốc nè, rồi chị uống trà nữa mà nó không giảm. Ngày trước là chị đi làm ở đâu cũng như là cái phương pháp người ta làm như thế nào mà mình giảm được? Nó cái sợi tiêm thuốc rồi đó, yeah. Mà nó không giảm, rồi chị uống trà nó cũng không giảm nữa, rồi chị uống hấp dẫn căng nó cũng không giảm luôn. Cái chị theo dõi bắt tường này cũng cả năm rồi, rồi chị quyết tâm lên đây là phải làm. Mà trước đâu ấy, cái phương pháp mà bị đừng làm là chị mất tổng bao nhiêu tiền? Còn mấy chục triệu rồi mà nó cũng không có giảm. Mà nó mất sức lắm. Chị uống thuốc nên nó giật, rồi chị mệt nè, gây cho chị ăn không được. Chị thuốc nào chị ai chỉ gì chị uống nha. Trà lá ổi nữa chị uống mà nó không giảm. Thấy là dịch vụ của bên em như thế nào? Thấy tốt nè, mà mấy bạn nhân viên rất tốt, chăm sóc nhiệt tình. Chị thấy chị khỏe lắm, chị thấy chị bình thường, đi cũng không có gì luôn đó. Chị thử chút giúp em coi đi được bình thường không nha. Đi bình thường, đi bình thường. Không có gì hết luôn, dạ. Không có gây chóng mặt, không có gì luôn. Dạ, đi bình thường cho cả nhà xoay một vòng thử cái gì. Đó, xoay một vòng bình thường luôn cả nhà. Đó, chị chia sẻ không có chóng mặt không gì hết trơn hết rồi. Hồi xưa là nó đâu có giống như cái cảm giác hồi xưa chị uống thuốc giảm cân đâu đúng không? Đúng rồi, chị uống thuốc giảm cân chị mệt, mà chị ăn không được thì chị mệt đó. Chị mệt chị mất đi chừng nước biển đó. Chị lại chạm y tế chị nước biển đó. Chọn Libo Ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,